Rồi chào các bạn, hiện nay mình đang làm vườn rồi mới phát hiện ra một con slug, là con sên đấy các bạn. Đấy, nó bò đi theo, nó có cái đường đường vẹt của nó này. Đấy, cái nhớt của nó. Cái này các bạn có thể trị bằng đồng nha. Đấy. Bây giờ mình sẽ bắt nó ra. Nó hay nằm ở dưới mấy cái chậu, cái xô hoặc là dưới miếng gỗ. Mình xem mà đây còn con nào không. Cái này run này. Này không có. Rồi bây giờ là mình sẽ đem ra kia mình thí nghiệm nha. Ở đây mình có cái Epsom đây này. Bây giờ mình sẽ thử nha. Mình sẽ thí nghiệm là rắc vào nó có chết không. Đấy, một số bạn đang nghi ngờ về cái này là không biết là nó có hiệu quả không. Đây mình đang rắc trực tiếp lên đây này. Nó đang bỏ trốn nữa các bạn. Bây giờ mình để nó ra ngoài này luôn. Đây con này cũng con sên này. Cái loại này lại không vỏ nha. Đấy còn nếu như các bạn pha với nước thì nó sẽ hiệu quả hơn. Đó mình. Cái này là mình rắc thẳng luôn. Nó trúng. Còn nếu mà pha với nước thì là nó ấy. Nó sẽ ngấm đều. Đó, bây giờ mình sẽ rắc ra đây. Để xem mà nó có tác dụng không. Một ổ đằng trước thì nó chết queo còn cái cỏ không nè. Đấy, đằng trước mình có một ổ đó. Mình mới rắc được một một mớ thì nó chết queo này. Đấy, nhiều bạn là bị sên nó tấn công, nó ăn hết sạch rau cỏ ở nhà. Đây là cái con mà nó đang phá cái vườn nhà mình đây này. Chính là cái con này. Epsom này các bạn mua ở ngoài shop nha, rất là nhiều. Trên mạng cũng có bán luôn. Đấy nó bò tới đâu thì nó sẽ dính vào cái muối Epsom tới đó. Đấy bởi vì nó rất là nhiều cái nhớt. Một số bạn nói là cái Epsom này không có diệt được kiến nha. Kiến là nó không có diệt bằng cái này. Kiến là người ta có thuốc diệt kiến riêng. Đấy, cái này nó diệt sâu bọ rồi mấy cái con sên slug. Đấy con to này cũng ngấp ngoái này. Còn con nhỏ đó hay là trứng là mình tưới nước, mình hòa với nước mình tưới là nó triệt để luôn. Nó chặn từ từ lúc còn còn trong trứng luôn. Nhà cái vườn rau của mình nó sạch. Không là các bạn trồng lên là mấy con này nó ăn hết luôn. Đấy con nhỏ thì nó nhanh bị trúng cái muối Epsom hơn. Còn cái con lớn thì nó phải có thời gian lâu hơn. Đấy cái thí nghiệm của mình là xong rồi nha. Đấy Epsom mà rắc vào sên mấy con slug mà run đất là trúng mấy con này là đảm bảo luôn. Là rất là hiệu quả. Diệt trừ sên.